chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mặt Nọng channel của mình. Và sau 2 ngày đi Nghi Lan nghỉ dưỡng thì mình mới thấy đây cũng là một nơi rất là đáng sống luôn. Chỉ là thua ở Đài Bắc có khoảng là phương tiện di chuyển một chút, nhưng mà thật sự ở đây là vừa có đồ ăn, vừa có đồ chơi, mà còn có lã cua luôn, cả cái combo mà bầu không khí trong lành, mát mẻ và nước ngâm chân thoải mái. Thật sự thì mình muốn ở đây hơn, nhưng mà mình đã quyết định đi ở đây có 2 ngày, mình thật là sai sót. Nhưng mà để mọi người rút kinh nghiệm hơn và biết phải đi đâu thì mình sẽ giới thiệu mọi người trong video này nhé. Đi cả ngày rồi thì đêm mình sẽ quay trở về chợ đêm lưu động, tên tiếng Trung là Luodong, nhưng mà cũng không khác gì là mấy. Thì ở đây mình thấy là còn sớm hơn là tất cả mấy cái chợ mà mình đã từng đi ở các thành phố lớn. Trời ơi, đông đến không thể thở nổi luôn. Mình đứng được mua gà là cuộc đời mình đã hạnh phúc, nhưng mà thật sự là mình phải xếp hàng đằng sau hơn 10 người mới đủ để ăn được gà đó.
Trời ơi đông lắm. Nhưng mà mình thấy là dù đông hay dù ít, hay dù ở chợ đêm thành phố hay chợ đêm Vũng Vũng Sình, Vũng Tàu gì ở khúc dưới chắc là đau này á, thì mọi người vẫn phải gọi là cực kỳ đam mê cờ bạc. Chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng thấy góc thú, chỗ nào cũng thấy bắn bóng để lấy tiền các thứ. Trời nói chung là đông vui lắm, nhưng mà mình không có tiền, mình sợ vô mình bắn mãi bắn hết cuộc đời cũng không có. Nhưng mà thấy mọi người chơi có nhiều người thắng lắm đó. Ở đây thì thật sự là rất đông luôn. Mọi người nên ghé qua thử chợ đêm này nhé. Đừng có khinh người ta dưới quê nho. Đông lắm, vui lắm. Mà toàn trai xinh gái đẹp nữa. Sao rồi? Thú vị không? Thấy không? Cuộc sống đi lên cũng đâu có miền quê lắm đâu. Đối với mình là thấy không có miền quê rồi đó. Mình thấy còn ghê hơn cả thành phố. Thành phố mình còn không được đi chợ đêm hay đi cái gì đông vui đến như vậy. Bởi vậy cho nên là mọi người á, nên là nếu mà sắp tới mà có được dịp đi Đài Loan, hay là chuẩn bị đi Đài Loan, hay là ghi sẵn lịch 2-3 năm sau đi á, thì nên thêm chỗ này vào nha. Thiệt sự là mình rất là recommend luôn. Khuyến khích. Chào tạm biệt mọi người, thế là hết tập này rồi đó. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho SLV Channel nhé. Cảm ơn nè, bye bye.